Em xin giới thiệu đến tất cả mọi người một cái trang phẩm, đó là một cái đề tài vẽ long ẩn. Phải nói đề tài đây nó rất rất là to và cực kỳ to, bởi vì cái đề tài này là một trong những đề tài mà được giới sưu tầm cổ vật săn lùng nhất, đó là đề tài long ẩn. Bởi vì đề tài này nó thể hiện cái quyền lực và trí khôn, và cái mưu lược khôn lường của một người sở hữu nó. Bởi vì là rồng ẩn trong mây, rồng là biểu tượng cho quyền lực và biểu tượng cho cái giới gọi là nắm quyền lực và có địa vị cao trong xã hội đó. Thì mà lại ẩn ở trong mây thì làm cho cái người mà đối phương họ rất là khó hiểu, nói chung là tin khó hiểu về những cái tinh thông tinh tường của con rồng mà ẩn trong mây như thế này đó. Thì hôm nay em xin giới thiệu một đề tài là một đôi rồng, ẩn ở trong mây như thế này đó. Rất là to các bác ạ, à, rất là to. Đường kính là 28 cm. 28 cm. Thì những cái dòng đồ này được các quan lại trong triều đình ngày xưa người ta giữ rất là lâu, rất là kỹ. Bên ngoài được phủ một lớp men, gọi là lớp men men nâu. Và lớp men này cũng rất là hiếm, bởi vì là đa số phần nhiều là những cái lớp men này là nó sản xuất có hạn, có giới hạn đó. Thì cái này thì qua thời gian thì bị nó bị rạn rạn mờ thôi, rạn mờ trên trên men như thế này thôi đó. Mà vẽ thân rồng cực kỳ đẹp luôn. Và không những một một cái như thế này, và em đã có một đôi, một đôi như thế này. Đó. Thì đôi này thì nó cũng đường kính nó cũng 28 cm. Đường kính nó cũng 28 cm luôn. Đó thì để các bác xem. Đó, 28 cm đó. Và con rồng này nó cũng là một, cái này nó cũng là một đôi rồng. Hai con nó đang đang đùa, nó đang đang đùa giỡn và nó hòa quyện vào nhau, thể hiện cái quyền lực tối cao, và nó đang tranh nhau một cái quả châu, gọi là đề tài là song long tranh châu, mà được vẽ trên nền long ẩn rồng ẩn trong mây như thế này đó. Rất là đẹp. Rồng đó, biểu tượng cho sự quyền lực tối cao, mà nó thể hiện cái tính khôn ngoan tinh tường. Cái này thì coi như lành 100% luôn. Đây là cổ vật của triều đại nhà Thanh. Những cái nét mà vẽ rồng như thế này thì thực sự ra cực kỳ hiếm, bởi vì là ít khi mà người ta sở hữu được những cái đề tài vẽ rồng. Bởi vì ngày xưa người ta luôn có phân biệt một cái đẳng cấp nó khác biệt, bởi vì cái thời phong kiến ngày xưa là đồ án mà vẽ rồng mà vẽ đẹp xuất sắc thì chỉ có quan và quan lại và vua và hoàng hậu, thái tử, hoàng tử dùng đó. Thì nên có sự cách biệt rõ ràng về giai cấp đó. Và những cái đề tài vẽ rồng vẽ long ẩn như thế này luôn được giới săn tìm cổ vật săn săn lùng rất là hiếm.
rất chơi rất là sướng, bởi vì là để một cặp đôi như thế này ở trong nhà thì thứ nhất là thể hiện cái vương quyền, thể hiện cái đẳng cấp, và hơn thế nữa đó là một người chơi cổ vật, sở hữu được cái món đồ cổ ở trong nhà thì luôn luôn tạo cho cái vượng khí ở trong nhà nó sung túc hơn, thịnh vượng hơn. Và nói về cái đẳng cấp và cái tri thức của một người chơi cổ vật thì bao giờ người ta cũng hơn người ở một cái điểm, đó là nói về tri thức thì và kiến thức văn hóa thì luôn luôn những người chơi cổ vật là họ hơn rất là nhiều người vì họ có kiến thức sâu và rộng. Nên thường thường những người mà sưu tầm cổ vật được đánh giá rất là cao so với xã hội ngày nay. Đó, thì bác nào mà hữu duyên những cái cặp đôi rồng như thế này thì cứ alo cho em qua số điện thoại 0387 513 887, và chính sách bán hàng bên em luôn luôn viết một bản cam kết là cam kết chuẩn cổ trên tất cả những hiện vật, trên tất cả các bảo tàng muốn kiểm định ở đâu và trên các bảo tàng trên toàn thế giới. Thì các bác nào mà có hữu duyên sở hữu thì cứ alo cho em. Đó, thì mọi thông tin xin liên lạc qua Zalo của em qua số điện thoại em vừa đọc, đó là 0387 513 887. Thì những cái nhu cầu về sưu tầm cổ vật thì em luôn luôn đáp ứng đến cho tất cả các bác.